Xin chào cả nhà. Bây giờ sư soạn ra cắt bông nha, đặng đem lên chùa cúng. Đó. Bây giờ mới 6 giờ mấy sáng nè bà con. Tại mình nhớ tới đâu mình làm tới đó để hồi quên. Tại hẹn với má mình 8 giờ rưỡi á. Đó nên mình cắt sẵn đem vô nhà. Rồi đi lại mấy chỗ kia cắt thêm mớ nữa. Đây mình tắt máy rồi mình cắt bông nha. Đây ở đây được hai cây bông nữa nè, để mình cắt. Đây ở nhà mình có một cái bông chim nha. Cái bông này là cái bông con chim thôi, giờ mình cắt nó luôn đi đem cúng. Hoặc bây giờ Lan cắt nó luôn ở ngoài sau vườn nhà Lan nè. Mà nó bụi nhỏ, bụi này Lan mới trồng đây nó không có tốt nên nó có một cái bông thôi. Chứ nếu mà nó tốt thì nó có bông nhiều lắm, có một bông thôi. Giờ Lan cắt nó nha, tắt máy mình cắt nó. Ở đây được mấy cái bông lan thôi ca, Lan cắt nó luôn. Cắt nó đem lên chùa cúng Phật cho rồi. Để cắt coi được mấy bông nha. Hình như là 3, 4, 5 bông để Lan cắt luôn nha. Ở đây bà nè, ở bên đây nữa nè. Đó. Rồi, bây giờ mình cắt luôn đi. Lan tắt máy. Đây, hồi sáng giờ Lan ra cắt mà 3 bông quá. Đem vô trong nhà rồi. Rồi giờ sẽ sẵn đang đi chùa với má Lan. Đi xuống chở má Lan mới đi chùa. Đây bông lan nè bà con, nó một số. Rồi có bông con chim ít quá con cái à, với một mớ bông giống như huệ vậy đó, huệ trắng đó. Bây giờ mình sẽ sẵn đi xuống má đang chở má đi chùa. Bây giờ người ta cho đi chùa mà nhưng không có được tụ hội lại đông bằng một. Đây ngày hôm qua gia đình mình có nấu phở chay nha, mà nhưng Lan không có quay phim đó, tại có làm chương trình rồi nên không có quay nữa. Ở đây nước súp thì cũng có đậu trong này nè bà con, nước súp lê, phở, rồi ở đây tương, củ hành. Cái này mình đem xuống cho má mình, là kêu là đem phát quay xuống cho má nè, cho má ăn, tại má ăn chay trường. Mình với má mình mua bông thêm nữa nha bà con, ít quá không có đủ cúng nha. Đó, cái này là hoa mẫu đơn nè bà con, mẫu đơn mà cái này người ta trồng bụi á, người ta cắt nè, đó mẫu đơn đó. Ồ nhiều màu quá, màu tím nữa, màu hồng ở trên nữa kìa. Mẫu đơn đó bà con, một bó là 30 đô, 40 đô nữa nha. Đó cái mẫu đơn này là được 5 bông 40 đồng nha. Wow, bông này đẹp quá, bông này của nước Úc nè nha bà con, 20 đồng một bó. Dạ cái nào cũng 10 đồng á, này bách hợp nè, rồi bách hợp loại thường, cái đó màu vàng đó má, còn này màu cam, má muốn lấy màu cam không? Ở trong này màu cam nè, muốn lấy một bụi màu cam không? Cái đó vàng, còn này cam, cái này nó má dở lên như cam đó. Cái này là bách hợp thường nha bà con, là 10 đồng một bó nè. Wow, đẹp quá. Đây. Gà đẹp quá má coi nè. 15 đồng. Hả? Đó mình đang vô chỗ tiệm bông nha bà con. Wow, lớn quá nè. Dạ má muốn lấy bó nữa hả? Đợi con. Má muốn lấy màu nào? Màu đỏ đi cho nó đẹp. Nè, màu này đi. Rồi rồi đi ra liền, con ra liền, con ra liền. Mình đang mê bông, má mình thì bả hối đi như là giặt. Hối giống như chạy giặt vậy đó. Ồ, cái tiệm bông này lớn lắm nha bà con. Đẹp quá trời luôn mình nè. 25 đồng bó bông hồng, quá trời bông hồng đẹp không? Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Bông mấy bông này cũng đẹp lắm không? Mấy cái lá cây á, tặng cho mình cắm á, đẹp lắm. Đẹp quá. Thôi Lan đi ra, má Lan hối rồi nha. Đây, Lan đi ra khỏi tiệm bán bông rồi nha. Đợi đó, đi với má bà hối mình. Đây, nãy giờ Lan lên tới chùa, Lan đang cắm xong rồi đó nha bà con, một chậu bông ở đây nha. Cái này bông ở nhà nè. Đó. Hình Đức Quỳnh giáo chủ,
Đang đạo Phật giáo Hòa Hảo nha bà con. Bên đây thì bàn thờ của Huyền Thất Tổ. Bà con ơi, mình biết mình lên chùa mình ăn cái gì không? Trời ơi, gặp cái trái chanh ở ngoài chùa. Nãy giờ Lan ăn nửa trái rồi. Trời ơi, lên đây thèm cái trái chanh non, cái vỏ nó dày như gì nè ha. Mới bẻ chiếc cửa chùa quất hết nửa trái để ăn cho bà con coi, ngon dữ lắm. Không biết sao nói nè. Trái chanh gì nè. Trời ơi, quất dện một chén muối ớt rồi đây. Ngồi bưng bỏ tủ lạnh có gì lên ăn nữa. Ngon lắm bà con, mời ăn chanh. Chanh non nha, chanh này nó có chưa có chín, nó cái vỏ nó dày thì ngon lắm. Bữa nay cái chanh trái nhiều quá trời luôn mà. Ăn nãy hồi đi về chợ không có chạy á, mua ổ bánh mì ăn. Nó chua. Chua mà nó ngon. Không biết sao cái vỏ nó ngon lắm bà con. Mình với má mình lên cúng, má đang đợi cúng rồi chút chùa. Đang ở giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Ăn hết trái chanh thì nó đói bụng chết à. Mà nó ngon má. Thử không? Bỏ bớt cái chua đi. Chua quá. Ăn cái vỏ nó ngon lắm. Quá trời một cây luôn. Mấy tháng nay không có lên đây. Nguyên một cây luôn. Trái chanh hả? Nhiều lắm. Quá trời trái rồi. Trái chanh nhờ chú Tiến bỏ phân cho một lần nhá. Đâu có trái đâu. Có trái chanh. Hồi lúc trước là từng nào lên Lan cũng ăn một hai trái, hai trái, một hai trái. Ta mọc không kịp, nó mấy tháng nay không lên, nó mọc quá trời trái luôn. Với chú Tiếm Hai chăm sóc tốt quá. Ngon lắm bà con, ăn thử coi. Nó tốt cho bao tử mình, đường ruột rồi, tốt lắm. Cái chất the này của chanh là tốt lắm. Một cái vỏ dày là mới ngon, vỏ dày nữa. Ngon lắm. Chắc nghĩ rằng còn nhiều nữa hết một trái rồi đó. Trời ơi. Ăn này hồi đi kiếm mua ổ bánh mì ăn vô chứ nó đói bụng quá trời rồi. Ngon, ngon lắm. Chị dẹp cái chén muối ớt thì chắc là mười hai giờ mấy, gần một giờ mà giờ này đi ăn chanh hồi nó đói bụng chết luôn rồi. Thôi ăn dẹp bỏ vô uổng quá. Bỏ uổng quá. Ăn thêm miếng nữa đi. Mình đi dẹp. Đi cắt cái chén muối ớt này là để dành ăn, ngon quá. Ăn thôi con đi thèm bánh mì à. Cho tao để bọc nó. Rồi, đó. Con đi cắt cái muối này, cái muối ngon lắm bà con ơi. Nhưng Lan đi cắt à. Rồi tới đây Lan xin chào cả nhà nha. Bà con coi có thích gì cho mình xin một like ủng hộ mình với. Câu này nghe hoài chán quá bà con à. Nhưng cũng phải nói cảm ơn bà con rất nhiều bỏ thì giờ ra coi phim của Lan nha. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye.